Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, mình sẽ giới thiệu mấy cái súng bắn đinh bên mình đang có ha các bạn. Thì cái video, trong cái nội dung video này á, thì mình chỉ với giới thiệu hai cái dòng súng bắn đinh mà dành cho anh em làm pallet nha. Dành cho anh em làm pallet, đóng thùng gỗ, đóng kiện gỗ thôi ha. Thì một là cái súng bắn đinh cuộn, đinh vào nha anh em. Đinh vào là bên mình mà có cái dòng Maxen 630. Maxen 630 anh em có thể bắn được đinh từ 65, 57, 45, 50 trở xuống hết được ha anh em. Đây, thì anh em thấy ở đây, mình cái số lượng mình đang có rất là nhiều, 2, 4, 6, 8, cả chục cây ha. Còn trên đây nữa đây anh em, trên đây thì mình cũng có rất là nhiều dòng súng nữa. Đó là giờ anh em thấy cái dòng mà đỏ đỏ ngoài này á, là súng 90 ha, 90, tiếp bên trong là 75 ha, 90 đây, 75 đây nè anh em, đó. Rồi 65 rồi 90 luôn ha. Rồi mấy dòng đinh N, mình có rất là nhiều súng bắn đinh các bạn. Thì mình sẽ làm một cái video giới thiệu từng cây sau ha. Giờ mình sẽ giới thiệu cái dòng súng này thôi. Dòng súng Maxen 630 dành cho anh em làm pallet ha. Và một cái dòng súng nữa đó là súng tháo đinh pallet ha. Tháo đinh pallet thì mình cũng làm rất là nhiều ra ha. Để cho phục vụ anh em, để anh em tháo pallet ha. Tháo những cái kiện gỗ ở bên nước ngoài nó nhập về thì anh em dùng cái súng này anh em lối đinh cho ra thì nó rất là ok. Nó rất là tiện công ha. Thì đấy đấy mình giới thiệu sơ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết và mình test thử từng cây súng ha. Rồi, đem một cây xuống để đây. Để đó đi. Để đó. Rồi ok. Đầu tiên anh em, cây súng 360 mình sẽ giới thiệu tổng quan về súng 360. Súng này súng cũ nha anh em, Made in Japan ha, model là CN 630. Sạc CN 65V5 ha, nó bắn đinh từ 32 50 tới 3865 ha. Để em mình nói cho anh em nghe cái súng này ha. Ví dụ anh em bắn 45 thì bắn được đinh 2.1, 2.2, 2.3 thì đều bắn được ha. Này phiên anh em dùng là đinh từ 45 trở lên ha, là rất là phù hợp cho anh em xài pallet luôn ha. Đó. 38 thì nó bắn, nếu mà 38 anh em dùng đinh to thì nó không bị kẹt ha. Còn nếu anh em bắn 38 mà đã bắn đinh nhuyễn là bị kẹt nha anh em. Tại cái này là chuyên dài dùng cho đóng pallet nên 45 là thấp nhất. Đó, cái dòng này bắn 45 thấp nhất nha anh em. Đây mình sẽ giới thiệu sơ về chức năng cây súng. Cây súng này nó có chế độ bắn liên tục và bắn một đinh. Bắn liên tục là sao? Ở đây anh thấy em thấy cái cò nè. Ở đây nó có cái lẫy trắng trắng nè anh em, để anh em để cái trắng này lú lên là anh em bắn liên tục. Còn ví dụ anh em đè cái trắng này xuống là anh em bắn một đinh ha. Đó, anh em đẩy xuống cái gì là anh em bắn một đinh. Chỉ anh em bắn một phát thôi. Một phát là nó ha. Còn anh em phải đè cái lẫy này lên. Đè này lẫy này lên là anh em bắn liên tục nha anh em. Thì làm trong pallet thì anh em bắn liên tục nó rất là nhanh. Rồi. Và đây là thêm một cái chức năng thứ hai nữa là anh em có thể chỉnh sâu cạn đinh. Chỉnh sâu cạn đinh nha anh em, là anh em dặn ở đây ha. Dặn ở đây để chỉnh sâu cạn đây. Anh em có thể dặn cái nút này để chỉnh sâu cạn ha. Cái mũi cò đây, nếu mà mũi cò bằng này là nó sâu nhất ha. Còn anh em dặn mà nó lú ra dài gì là nó cạn ha. Thì trong bắn pallet thì anh em muốn cạn sâu nhất có thể là được, là ok ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử một số cây súng bắn đinh này cho anh em xem. Và giá bên mình thì anh em cứ liên hệ, mình sẽ báo giá chi tiết từng con ha. Để tránh cho nó ngã, mình sẽ để nó nằm xuống nha anh em. Đây vậy. Cái dòng bắn pallet là bên mình chiên rồi, bên đây mình bán là anh em cứ yên tâm về phụ tùng ha. Phụ tùng là có đầy đủ cho anh em hết luôn ha. Từ lò xo cho tới bộ phốt gon bên trong là đầy đủ luôn ha. Ok, bây giờ mình sẽ để cái miếng gỗ lên, mình sẽ test thử cho anh em, mình sẽ để miếng súng này xuống nha. Đây mình sẽ có một cái cây gỗ này, nó khoảng 5 phân nha anh em. Đó, 5 phân. Đinh thì anh em đây là đinh 2.3 anh em, đinh trên thị trường bán rất là thông dụng luôn ha. Anh em có thể lên mạng search đinh Lực, đinh Nguyễn, đại đinh rồi rất là nhiều bán đinh ha. Ở dòng đinh trên thị trường thì ở Sài Gòn thì ở đâu thì mình không biết, chứ ở Sài Gòn là rất là nhiều chỗ bán đinh ha anh em. Rồi ok, mình sẽ lấy gì thôi. Thì cái nói sơ về cái súng này luôn, và cái áp suất nó đang sử dụng anh em, áp suất nó khoảng 8kg là bắn được ha anh em. Chỗ này nó không có thông số này, nó không để ha, không rõ 8kg ha.
Thì hơi của mình đang là 8kg, khoảng 8kg á. Anh em bắn đinh 5 phân thì anh em lăn cái này lên. Cái mức này đây nó có trong 5 phân nè, anh em để cái mức 5 phân ha. Còn anh em muốn bắn 65 thì anh em xây cái mức này xuống, để đây là 65 ha. Trong đây, trong cái hộp này nó có để mức ha. Thì anh em lăn bắn đinh mấy thì anh em lăn bắn cho phù hợp nha anh em. Rồi mình bắn 45, mình lăn lên 45. Đây, hộp đinh thì mình để vô vậy thôi. Đó. Tháo cùng đinh thun ra ha. Đây anh em, thì anh em để sát vô trong đây vậy thôi, đẩy cái nắp này lại ha, đó, đẩy nắp lại và đẩy cái nắp ngoài này vô, ok, rồi giờ anh em có thể gắm hơi vô bắn thôi anh em. Đây, thì anh em bắn một đinh, mình sẽ test chức năng bắn một đinh ha, bắn một đinh thì anh em đè cái lẫy này xuống ha, bài nằm xuống, thì anh em bắn một đinh ha, anh em để xuống gì, bóp cò. Một đinh. Đây anh em. Bắn rất là lực luôn ha. Lực bắn rất là lực luôn ha. Và rất là ok luôn. Rất là sâu luôn nè anh em thấy không? Đó, bây giờ anh em muốn bắn liên tục thì sao? Thì anh em đẩy cái lẫy này lên, nãy mình đã hướng dẫn ha. Anh em mà cứ đè cái đẩy lẫy đi xuống nè. Đẩy cho nó lú lên nè. Ở đây nó có cái lò xo ha. Anh em đè xuống và đè xuống gì? Lăn nó lên, rồi nó lú cái là trắng trắng này lên ha, lú trắng trắng này lên là anh em bắn liên tục. Bắn liên tục là sao? Anh em bóp cò trước nè. Ha. Bắn rất là chuẩn, bắn nhanh luôn ha. Bắn rất là nhanh luôn ha. Đó. Nghe thấy không? Đúng là chức năng bắn nhanh của súng nha. Mình sẽ test một hai cây súng khác nữa cho anh em. Đinh thì anh em bệ để đinh đơn giản thôi, nắm cái nút này bợ bật ra ha, để đinh vô thôi ha, đậy nắp này lại ha, bóp cò bắn thôi ha. Đó. Thì mấy súng này mình bảo đảm với anh em bắn là anh em bắn rất là thích hợp luôn, rất là lực luôn ha, bắn rất là ok. Và giá súng thì nó cũng rất là mềm anh em, nó khoảng ngang một phần, chưa được phần nửa của súng mới nữa anh em. À, bên em bên mình bảo hành 3 tháng và đầy đủ chức năng cho anh em, đầy đủ bảo hành cho anh em hết ha. Thì đó là những cái dòng súng đinh cuộn bên mình. Rồi mình giới thiệu luôn hai súng lối đinh luôn em. Súng lối đinh đây, súng lối đinh thì cái lỗ này nè anh em ấy ha, cái hình dung ra cái lỗ này là 6 ly, anh em có thể anh em về bắn được cái đinh to nhất maximum là 6 ly. Và mình khuyên anh em là sử dụng lối những cái đinh nào một tấc đổ lại ha, còn bự hơn mình không khuyến khích nha. Đó, thì cái súng này nguyên bản là cái súng của Nhật, anh em súng bắn đinh vào của Nhật, thì mình đã làm lại cái đầu này nè. Cái đầu này mình cắt tia nước chui cao tầng rất là chắc chắn, nên anh em xài rất là bền ha. Cái dòng này thì bên mình bán cũng rất là nhiều rồi, thì mình sẽ test thử sơ cho anh em xem ha. Thì mình test không anh em, tại giờ không có bán mỏng, mình bắn đinh vào thì mình test không cho anh em, bắn lực không cho anh em. Này, bắn đây. Đây anh em thấy nè, cái đầu đinh nó ra nè ha. Đó. Ha. Đó, cái mũi đinh ra ha. Rồi, thì đó là những cái dòng súng bắn đinh cuộn bên mình ha. Thì đó, mình giới thiệu sơ mấy dòng súng này. Còn mình sẽ làm tiếp theo những cái video khác về súng, mấy súng bắn đinh là dài hơn ha. Từ 75, 90 thì mình sẽ làm một cái video khác. Hoặc là súng bắn đinh N luôn ha. Sẽ làm một cái video khác cho anh em. Rồi, cảm ơn em đã xem video anh em. Nếu mà ở gần thì lại cửa hàng mình mua ở 465, 467 đường DT743 ha, Dĩ An, Bình Dương. Còn nếu mà ở xa thì anh em cứ gọi điện mình ha, gọi điện mình sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em ha. Ship qua bưu điện thì tùy khu vực 5 đến 7 ngày tới, 3 ngày 4 ngày tới ha. Rồi ok, cảm ơn em đã xem video ha. Chào tạm biệt anh em.